Trong video này chúng ta sẽ tiếp tục cái phần hình học này các em. Ok, đầu tiên là phần góc các em. Xác định góc với hình. Thì những cái bài này đòi hỏi cho em biết vẽ hình. Thầy không có vẽ giùm mấy em trong cái bài luận này, nó là em phải tự vẽ tất cả các cạnh đều bằng nhau đúng không? Đấy là hình. Đây, bán A dừng đáy, OSO dừng đáy, ABCD đúng không? BC là trung điểm của AC và BC. Bây giờ EZ là hai điểm này nè. Số đo góc giữa EZ với CD nha. Thì bây giờ làm sao? Các em sẽ đổi cái EZ với cái SB dùm thầy nha. EZ thì đổi với SB, tại nó song song. Còn CD thì đổi với AB. Cho nên thực ra cái góc mình còn là góc SBA mấy em. Và góc này là 60. Cho tam giác này đều tất cả các cạnh nhau mà. Câu 61 hình lập phương. ABCD. A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Góc giữa A phẩy B và A D phẩy. A phẩy B là góc này. A D phẩy là góc này. Đúng không? Làm sao để tìm góc này ta? Thầy xây dựng cái đường A phẩy B nó sẽ song song với cái đường C D phẩy, các em nhìn được không? Đó, nói ra được góc này nè. Thì hiển nhiên góc này vẫn là 60 nha. Tam giác đều do nó đa cạnh thì là đường chéo của hình vuông các em. Câu A. Câu 62 cho hình lăn trụ tam giác đều. Ok. Đây là ABC phải không? A phẩy, B phẩy, C phẩy. AB mùng 1. A phẩy là căn 3. Góc giữa AB phẩy và CC phẩy. AB phẩy là đường này. CC phẩy thì thầy sẽ lấy nó bằng BB phẩy nha. Thì câu hỏi là góc này bao nhiêu? Thầy các em có góc này góc vuông đúng không? Thầy các em sẽ tính được với tăng phi. Đối chia kề là 1 chia căn 3. Xếp tăng 1 chia căn 3 bao nhiêu? Ba mươi độ nha. Sam ba cho hình chóp có đáy thì bình hành mặt bên nó là B là tam giác vuông cân tại ớt. Góc giữa ớt A và CD nhìn nó giải ra đáy hình thành cái điểm ớt AB là tam giác vuông cân tại ớt. Ớt AB này. Ok, góc giữa SA và CD. Góc giữa SA và CD là góc giữa SA với AB mấy em. Thì hiển nhiên góc này tam giác vuông cân đúng không? Tam giác vuông cân góc này 45. 64. Hình chóp có đáy hình vuông cạnh với A vuông với đáy. Đó. A, B, C, D. AB bằng SA bằng 1. M là trung điểm SB. Góc giữa AM và BD. Làm sao các em tìm góc AM với BD? Nghĩa này khó chịu phết nè. Có thể là mình kẻ ra ngoài. Thầy đang tính kẻ ra ngoài á.
Tức là mấy em phải đi kẻ song song với BD nè. Đó, nó ra được cái góc ngoài đây. Tính góc đó thôi. Nhưng mà thầy đang suy nghĩ tới chuyện là bây giờ còn cách nào khác hay không? Thầy nghĩ không còn cách khác, phải kể gì rồi. Bây giờ điểm điểm N đi. Bây giờ tính góc đó em tính AM cái đi. SA bằng AB nha. Như vậy cái AM này nè, nó chính là chiều cao tam giác vuông, là nó bằng AS nhân AB chia căn AS bình cộng AB bình bằng 1 nhân 1 chia căn 1 bình cộng 1 bình, và bằng 1 chia căn 2. Okay. Có AM rồi, bây giờ mình sẽ đi tính AN. AN là nó bằng BD, được không? AN bằng BD. AN bằng BD là bằng căn 2 các em. Ok chưa? Bây giờ cuối cùng là tính MN thôi. Muốn tính MN á thì theo thầy á, mình sẽ nói ngay lại nha. Thực ra mình không cần tính MN đâu mấy em. Bản chất cái tam giác AMN là tam giác vuông tại M rồi. Là do chúng ta có thể dễ dàng chứng minh được là AM nó sẽ vuông với mặt SBC. Đúng nào. AM vuông với mặt SBC. Cho nên chúng ta có thể tính thẳng luôn cái góc này bằng cos. Tại vì cái tam giác này nó vuông tại M nè. Thì các em sẽ có được cos phi á là bằng AM là kề AN là quyền. Đó. Tam giác này vuông tại M mấy em. Cạnh quyền là AN. AM là 1 chia căn 2. Còn AN là căn 2 các em. Đúng nào. Shift code. 1 chia căn 2 mà chia căn 2 là 1 phần 2. 60 độ. Đề con này hơi khó. Tư duy 35 góc giữa B phải C với AM. B phải C là đường này đúng không? AM là đường này. Ok. Làm sao vậy? Làm phải trẻ. Ok. Thầy suy nghĩ thật kỹ. No, không cần đâu. Bây giờ từ điểm M em dựng song song với B phải C. Song song. Đúng không? Ok, cái này để MN nha. N là trung điểm BP phải. Thì bây giờ làm sao tìm góc này, em phải tính ba đường luôn. Đó là em phải tính cái đường AM, rồi cái đường AN, rồi cái đường MN nữa. Tính ba đường này. Đó. Rồi bây giờ cái đường AM tam giác này nhất gì? Vuông tại A đúng không? AB là 2, AC là 1, M là trung điểm, BC như vậy mấy em phải tính AM BC chia 2. Tại vì AM là đường trung tuyến trong tam giác vuông, vậy là bằng căn 5 chia 2. AM rồi, bây giờ mình tới AN. AN là Pitago trong tam giác ANB. AN là căn của AB bình cộng cho BN bình. AB bình là nhiêu? 2 bình. BN bình là 1 bình. Căn 5. Đúng nào. Tại vì BB phải là 2 tới MN. MN cũng tương tự. MN nó sẽ bằng căn của BM bình cộng BN bình là bằng căn của 1 bình
BN bình là một bình nha. BM là căn 5 chia 2 các bạn. Cộng cho một bình. Nhiêu ta? Căn của căn 5 chia 2 tất cả bình. Cộng 1 bình. 3 phần 2. Rồi bây giờ các em cần tìm cái góc là góc màu hồng này. Góc giữa AM với B phẩy C là góc này nè. Mình sẽ có cos phi là bằng gì? Cos phi là bằng AN bình. No. MN bình cộng cho MA bình. Trừ AN bình chia cho 2 lần MN nhân MA. Thấy không em? MN bình là 1/2 bình phải không? MA bình là căn 5 chia 2 bình, 5 phần 4. Trừ cho AN bình là trừ 5, chia cho 2 nhân AM căn 5 chia 2 còn hơi khó nữa. Nhân cho MN. MN là 3 phần 2. Trừ căn 5 chia 5 nha. Và đáp án là câu A. Ok. Hơi khoai. Định là hai câu cuối hơi khoai mấy em. Nhưng mà nó cũng giúp mấy em có một cái gì đó định hướng đúng không? Rồi tới graph ví dụ mẫu graph 14 lý thuyết hai đường thẳng vuông góc. Trong không gian ba ô có bao nhiêu đường vuông góc? Có bao nhiêu đường vuông góc với đường thẳng D? Chỉ có một thôi em, một và chỉ một. Qua điểm O chỉ có một đường vuông với này. Đường thẳng D. Khoan, đường với đường á, đường đường vô hạn mấy em. Vô hạn. Tại vì ví dụ như bây giờ á, ngay đây là góc tọa độ O đúng không? Chẳng hạn như bây giờ nó sẽ có một cái mặt phẳng như thế này nè. Qua ô có bao nhiêu đường vuông? Cái này tưởng tượng nó có chỗ khác không? Đường thẳng D gì vậy? Sao mới tưởng tượng nó vô hạn người ta? Đúng rồi, ví dụ như bây giờ có em có một cái mặt phẳng nằm vậy. Đúng không? Thì tất cả những cái đường thẳng nằm trên mặt phẳng chứa điểm O mà đi qua điểm O thì sẽ vuông với D, nên có vô hạn mà. Đối với đường với đường á thì là vô hạn, còn với đường với mặt thì chỉ một, một và chỉ một. Câu 66 nè, trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Đúng nha. Một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng vuông góc thì vuông góc với đường ngoại là sai rồi. Nó có thể song song mặt vuông. Mà hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. Hai đường cùng song song với đường thứ ba thì song song với nhau là đúng nè. Thế một đường vuông góc với hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường còn lại. Có trường hợp gì khác không? Với một trong hai đường song song mà. Theo thầy câu B, câu B, câu C cũng đúng, không có trường hợp khác. Tiếp, câu D là hai đường cùng vuông góc với hai với đường thứ ba thì vuông góc với nhau. Con này sai. Vậy là B hoặc C thôi. Bây giờ thầy tìm cái lỗi sai của B nhé. Hai đường thẳng cùng song song với đường thứ ba thì song song với nhau. Có trường hợp nó song song không? Cái này đặt cái dí nữa nha. Hai đường cùng song song với đường thứ ba
Ừ, có thể xong xong bản thân thầy thì nghĩ cô B nó sẽ thiếu chữ phân biệt mấy em. Nó có thể thiếu chữ phân biệt, gỡ hai đường thẳng thì trùng sao? Đúng rồi, hai đường thẳng có thể trùng nên gọi cô B. Đó là sơn. Hãy con sẽ khác hơn. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường song song. Thì vuông góc với đường thẳng. À, câu C sai ở chỗ là thậm chí nếu nó vuông với cái đường kia thì chưa chắc, chưa chắc phải làm thí nghiệm của B đúng không? Ví dụ như em có hai đường đi song song nè, nhưng mà cái đó trong không gian nó có cái đường nó đâm nó vuông với cái này, nhưng mà chưa chắc nó vuông với cái đường kia. Ác nha, ác nha, lý thuyết ác nha, không bình tĩnh là đai á. Chọn khẳng định đúng. Trong không gian hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thì song song. Chưa chắc nó có thể vuông góc nữa. Trong không gian hai đường vuông với nhau thì có thể cắt hoặc chéo nhau, đúng, cắt hoặc chéo nhau mấy em. Câu tiếp tục câu 68. Cho hình hợp tất cả cạnh này bằng nhau đúng không? Ok. A B C D A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy. Mình đợi sao đúng. Rồi sai nha, gọn là sai. B B phẩy dùng B D là đúng nè. A phẩy C phẩy dùng B D. Đúng luôn. A phẩy B. A phải B là cái đường này. Dùng với C D D C phải. Có vẻ như không vuông lắm em ơi, song song mà. C B C phải nhưng A phải D. Nhìn cũng song song luôn. Vì có à lộn. B C phải với A phải D là vuông góc em, không song song đâu. Tại vì BC phải là đường này, còn A phải D đường này, đúng không? Nó chéo qua là vuông. Trên câu sai là câu C. Tương tự câu 69. Tôi sợ tôi tưởng lý thuyết tôi không trường hề nhiều đến em. Không phải là cái trường hề nhiều cái này nhiều. A, B, C, D. Đường nào vuông góc B với BC phải? B sẽ phải là đường này đúng không? Đó là cái đường A phẩy D. Là con A giống hồi nãy thôi. A phẩy D với B sẽ phải. Câu 70 thì mình sai cho hình chóp có hình thoi tam ô. Hết A mở C tức là chân chân đường cao hết không như đây. Hết A B C D. Thì mình đề sai AC với HD là đúng. Nguyên nhân vì AC sẽ vuông HO, AC vuông BD cho nên AC vuông với cả mặt HBD thì AC vuông HD là đúng rồi. BD vuông AC đúng luôn, thì thôi mà BD vuông HA là sai rồi. Đúng luôn. Tại vì BD sẽ vuông được với cái mặt HAC mấy em. Chỉ có AC vuông HA mới là sai, tại vì nó đồng thẳng. Cái này tâm nhé. Cân cao nhất không thể ớt có vô đây khác lần 15 biết đọc dụng được vuông góc với mặt chưa thế dù mẫu bằng nhau A, B, C, D mình đề nào đúng, S, A, U, B, C, D là sai, S, U, B, C, D là đúng.
tất cả các bên bằng nhau phải ớt ô vô bài sẽ đề mới 71 cũng tương tự, nhưng mà cái này ớt a dương đáy nữa nha. B thì D, ok. AC USD đúng không, sai, em thấy là sai luôn, không có cơ sở để khẳng định mình. BD USD là cũng sai luôn, AC USD cũng sai, BD USD là có cơ sở vì đâu, thầy có BD USD là một cộng thêm BD USA nữa cho nên là của D, đường thẳng AC đâu vuông với một nào BD cũng cãi này là nãy thì chứng minh trên rồi nha, không cần phải chứng minh nữa. Câu 73 đáy là tam giác vuông tại B A vuông đáy thôi là đúng vậy nha. B, C. Rồi đáy tam giác vuông tại B nha anh em, điều này có nghĩa là BC vuông AB rồi, C. Do BC vuông AB, BC vuông SA cho nên BC vuông AB. 74 giải hình thì mình đề sai nha. B, C, D, C, D. AC vuông B phẩy C phẩy. Bảy phân thầy thấy nó sai. Sai nha. Tất cả những cái gọi đúng hết. AC không nào vuông B phẩy C phẩy được. Góc giữa B phẩy C phẩy AC là 45 độ. Đúng không? Đúng rồi, 45 thì sao nó vuông được? Hoa sai rồi. Câu 75 khẳng định là đúng. MN vuông cái gì? MN sẽ vuông BC nè, do CD vuông BC. Rất là 16, lũy vi thiết đường thẳng vuông mặt phẳng qua điểm ô cho trước có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với đường? Có một và chỉ một thôi nha. Này vi thiết. 76. Hai đường cùng vuông góc nhưng mà đường ba thì vuông với nhau là sai, nó vừa không thể luôn luôn vuông cũng không thể luôn luôn song song với đó. Thì câu A câu D là lỗi. Câu B hai đường cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau thì cái này sai là do nó không phân biệt, C mới đúng, hai đường phân biệt đúng. Câu 77 hỏi mình đề là đúng. B song song mặt phẳng này thì B song song A với, bây giờ nó là hai đường phân biệt AB biết rằng A song song B. Ok. A song song B nha, rồi, đường A nè. Bây giờ nói là gì, nếu mặt đường B mà song song mặt phẳng T thì B song song A đúng hay sai? Quan điểm này của thầy là sai, tại vì nó có thể bị chéo vuông góc chỗ này nó cũng song song vậy. Cho nên con A sai. Câu B nếu đường B vuông mặt phẳng T thì B vuông góc A. Ok, tha thầy quan điểm thì là câu B đúng. Mấy câu quả khác có bị kẻ hỏi. B song song A thì B song song T cũng đầu ao. Nó thậm chí có thể song song nhau mà không song song mặt kia. Có trường hợp khác không đâu. B song song đường A thì B song song mặt phẳng T, nhìn có vẻ cũng hợp lý nào. À, song song là sai, lý do nó có thể trùng. Ok, câu C sai là nó bị trùng, nó có trường hợp bị trùng, bị nằm trong. Nếu B vuông góc A thì B vuông góc T chưa chắc. Cái này các em thấy dễ thí nghiệm đi. Chưa chắc xảy ra. Nó có phải bị vuông vậy nè. Thì nó cũng đâu có vuông góc T đâu. Cho nên câu B là chính xác nhất. 78 thì mình lại sai. Rồi, mình lại sai nha. Nếu đường D vuông alpha thì D sẽ vuông góc với đường. Mọi đường vuông alpha là đúng rồi, hiệu quả. Nếu đường D vuông góc với hai đường alpha thì D vuông alpha. Câu này là sai. Tại vì sao nó phải vuông với hai đường cắt nhau mới đúng em, hiểu em mà nó phải vuông với hai đường cắt nhau mới đúng. Câu 79 cho hai đường thẳng phân biệt AB
B trong đó A dung B thì mình lại sai nha. A dung B rồi nha. Đây là đường A dung mặt phẳng B này. Nếu B song song A thì B dung góc B. Này là đúng, không sai đâu. Nếu B dung góc P thì B song song A. Đúng luôn. Đấy. Ê, khoan. Nhưng mà hai đường này phân biệt mà. Nên con này đúng. Nếu B vuông góc A thì B song song P. Bản thân thầy không tìm được cái khác. Hồ sơ cũng sai, cũng đúng luôn. Nếu B song song P thì B vuông góc A. Theo hiểu này là sai. Sai. B song song P. Còn trường hợp khác không? Sao lại không có khác thì cũng đề như đúng còn là sai tao. Nếu B song song A thì B dung góc P. Hai đường này phân biệt nha. Theo thầy con A là súng rồi đó. Câu lập luận của B này, nếu đường thẳng B vuông góc mặt phẳng P thì đường thẳng B song song A. Thầy bản thân thầy á, thầy nghĩ là con B nó sai là do nó có hơi bị trùng nữa, đúng là nó hơi bị trùng. Nếu B vuông góc A thì B song song P. Thầy không tìm được trường hợp khác. Mà nếu mà trường hợp nó có thể bị trùng nữa mấy em. À hiểu rồi. Câu C là sai. Là do AB phải là hai đường phân biệt. Nhưng mà thậm chí AB phân biệt thì nếu cái đường B nó nằm vậy nó vuông A thì nó vẫn nằm trong B chứ không phải song song mấy em. Câu này é, câu này é. Câu bé chính này é. C mới đúng. 80. Mệnh đề sau đây đúng. Cho đường thẳng A vuông alpha. Đọc không? A vuông alpha này nha. Mọi mặt phẳng B đa song song alpha thì B đa vuông A là câu đúng luôn. Đúng rồi, đâu còn khác đâu. Chịu, câu A là câu đúng rồi. Khỏi cái bảng nó có kia. Coi câu 17. Lập luận để biết rằng mặt vuông góc với mặt. Tìm mệnh đề sai. Dễ ha. Một đáy. Ở đây dùng đáy. Ok. BM vuông AC với M là trung điểm AC. Là đúng. Tâm nét dùng tâm. Mặt SBM vuông mặt SAC. BM vuông AC thì mặt SBM vuông AC là đúng rồi. Mặt SAB với SBC đúng không? Vì là cô D sai. Cô D không có cơ sở để chứng minh mặt SAB dùng mặt SBC. 81 giống hợp. 82 thì mình đề sai nữa. Chớp tới giác điểm vậy nè. SAB thì mệnh đề sai. ABCD vuông HBD là đúng. Mở ABD đúng. ABCD vuông HAC cũng đúng luôn. Mặt SAB vuông BCD là sai nè. Nó bị nghiêng một cái góc nè. Mặt SAB bị nghiêng góc. HAC vuông HBD hiển nhiên là đúng rồi. Tại vì AC BD vuông HAC. 83. Cho chấp đi lấy gọi ok để tứ giác hình vuông đúng không? ABCD tìm mệnh đề sai. Mặt SAB vuông mặt SCD đúng. SAC vuông ABCD đúng luôn. Tận chữ A tương tự của C đúng luôn. Vậy là của B sai. SAB không phải vuông SAC nhưng tạo một cái góc mà. 84 mẫu vào. 84 mẫu bỏ nha. 84 mẫu sai. 85
cho hình chóp ABCD có đáy ABCD thôi. HB dung đáy này. Mặt phẳng là sau đây dung HBD hiển nhiên là mặt HAC đâu còn những hình cảnh. Cái này gặp quá quen. Ví dụ mẫu em mới biết biết cách tìm góc mặt phẳng chưa? Rồi dễ nha, hai bức kẻ thẳng thắn đúng không? Đấy. Góc ABC với ABC tam giác này vuông tại B thì hai bước từ đây xuống đây, từ đây xuống đây BA tại B cầu tam sáu cũng tương tự. Góc giữa SCD với ABCD vậy ABCD góc giữa SCD với ABCD này từ A dựng nhân góc xuống CD từ đây kéo xuống vậy em sẽ có tăng cos phi đúng không? Nó kêu tính cos phi á là kề chia quyền, kề là AD, quyền là SD, AD thì cho là một, còn SA thì đây là hai, nên là một chia căn của một bình bằng hai bình. Theo Pythagore đúng không? Thì SD là căn của AD bình, còn SA bình là một chia căn 5 các em. Qua câu số 87 dễ hơn mình chỗ đó nè, cũng tương tự mô hình hồi nãy, góc giữa A phẩy BC không? Thì các em từ điểm A dựng vuông góc xuống đây, từ đây kéo xuống rồi ra được cái góc này. Rồi em tính tăng phi đi, tăng phi là bằng a phẩy chia a mà tam giác này vuông cân tại a đúng không, thì cái đoạn am này nó bằng bc chia hai là ra một không em, còn a phẩy là căn ba, căn ba chia một xếp tăng căn ba căn nhiêu. Sáu mươi độ của em câu 88 cho đáy hình vuông của hình đáy C D A là căn 6 góc giữa BD đáy cũng ba bước kẻ bước một từ đây chuyển vuông góc xuống đây bước hai từ xuống phi đặt này ô nha, tăng phi sẽ bằng A chia AO SA để cho căn 6 hay không? AO là cạnh của hình vuông nhân căn 2 chia 2 là 2 nhân căn 2 chia 2. Rồi nó bấm xếp tăng căn 6 chia căn 2. 60 60 là của C. 89 dễ hơn. Nó tan đá như nó không? Góc giữa BC mặt đáy là từ đây dựng vuông góc này là điểm B này. Rồi góc này nè tăng phi là bằng SA chia AB mà nó cho em AC là cạnh quyền căn 2 đúng không, thì hai cái cạnh góc vuông này mới là một đúng không? Người căn 3 chia 3 chia 1 thế nữa xin tăng căn 3 chia 3 30 90 SA là căn 3 AB bằng BC bằng 1 góc như mặt SBC với mặt ABC cũng y gan nãy luôn, tăng phi là căn 3 chia 1 là 60 rồi UD 19 các em biết cách xác định góc giữa đường thẳng với mặt phẳng chưa? Dùng quy tắc mặt trời đúng không? Ví dụ góc giữa C mặt đáy là góc SCA là bằng SA tăng phi là bằng SA chia AC thì dễ luôn cho coi. Góc giữa C mặt đáy là SA chia AC đó. SA là 2 AB là 3 nè
BC là căn 3 mà ta mới dùng tại B đúng không? Thì là căn của 3 bình cộng căn 3 bình xếp bằng chín cộng ba, ba chục cộng c, 91 cho hình hòm. Góc giữa C phải giữa BCD là góc này. Ở đây cái qua. Ồ, cái A phải là 2 căn 2 phải không? Còn cái cạnh này là cạnh 2, vậy là 2 2 này 2 căn 2, góc này 45 tâm với trung tâm. Ok. 92 góc giữa B mặt trái cũng dễ luôn, đáy mình đáy. Hiển nhiên góc HB mặt đáy là góc HBK rồi em. Ok, mặt đáy tăng phi là bằng HA chia B. Y, nhưng mà này cho HB mà. Vậy mình đâu có xài tăng được, phải xài cos nha. Đúng nha. Xài cos, tại mình có HB mà. Cos phi là bằng AB chia HB. AB là mấy? Là 1, HB là 2, ship có 1 phần 2, tôi nhớ là 60, wow. 93 góc giữa C mặt đáy, cũng vậy luôn, góc AC nè, đó là bằng S tan của SA là căn 2, chia AC là căn 2, đúng không? Thầy hỏi dễ nha, tại này quen quá. Tương tự luôn. SA vuông đáy là gọi SA và bằng tăng phi và tăng đó là bằng SA chia C tiếp. Mà bây giờ nó cho SA là 2, còn cái tam giác này là vuông tại góc thì ta B à. Như vậy AC là căn của AB bình cộng BC bình là cả 2 nữa. Ồ, muốn lần nữa. Câu 95 là nhiều em bị lừa. Ok. Anh em cứ nghĩ góc giữa SC với mặt đáy là SCA thì đúng. Nhưng mà cái đề này nó cho góc giữa SC với mặt SAB anh em à. Dễ cho anh em coi. SB vuông đáy đúng không? Đó. Bây giờ anh em phải giải quyết toán mặt trời. Đây là mặt phẳng SAB, nó không phải là mặt đáy đâu anh em. Xong rồi nó có một cái đường đâm xuyên xuống, đây là đường SC nè, điểm S nằm dưới, điểm C nằm trên. Rồi từ đây em mới dựng vuông góc xuống. Từ C mà dựng vuông góc xuống SAB là điểm B. Cho nên thực ra cái góc alpha nó chính là cái góc CSB nha. Em sẽ có tan alpha là bằng CB chia cho BS. CB là nhiêu? AB là 1. AC là 1, vậy CB phải là căn 2. Phải không? Tam giác vuông tâm là A. Đúng rồi. Ồ, vậy tôi sai à. B cũng căn 2 luôn. Tăng alpha ra 1, S nha. Sai đề. Yeah. Tam giác thì vuông tâm là A đúng rồi. À, nó vuông tâm cái A có nghĩa là từ đây xuống đây không phải điểm B mà điểm A. Vậy là CA chia SA mới đúng anh em. Vậy là đề của tôi vẫn đúng. Hiểu không anh em? Tức là từ điểm C tôi dựng vuông xuống SAB không phải điểm B mà điểm A, tại tam giác vuông tâm A. CA chia SA. Ok. CA thì một rồi đúng không? SA là mấy em Pythagore này ra, SB là căn 2 thì cái SA này là căn của SB bình cộng AB bình là cái căn 3. Vậy là tăng alpha ra 1 phần căn 3 cái một em. Ok. Rồi, kết thúc phần hình học. Hy vọng các em sẽ tham khảo. Bye bye.